cho dù mà đánh phá cả tỷ cái kênh YouTube của Trái Tấu Thơm này thì nó cũng vậy thôi, không có sửa lại được sự thật, không phủ nhận bịt miệng lại sự thật. Bởi sự thật tôi nằm đây trên video này, tôi mới là ân nhân của một cái trang mạng bao thoát, tôi là ân nhân của một cái số lượng rất lớn của kiều bào người ở hải ngoại kéo vào trong Việt Nam, những kẻ ăn cơm trong bao thóc mỗi ngày sống nhờ vào tiền mạnh thường quân là do tôi tạo công ăn việc làm tôi cho. Những năm về trước tôi lập ra cái room Star One TV, tôi đẩy tên tuổi tôi đưa lên, bên cạnh tôi Ngọc Sơn có mối tình được chú ý, tôi nâng đỡ, tôi cho Ngọc Sơn được cái chỗ đứng. Từ cái room của Ngọc Sơn mà ăn theo thị trường, Ngọc Sơn nở mặt nở mày bà Kim Loan làm thủ quỹ ở trong nhà kiếm tiền Việt Kiều nuôi thân. Ngọc Sơn kiếm danh, kiếm tiếng, kiếm chỗ ngồi để nuôi thân. À, cho cái nghề ca nhạc sĩ nở mặt nở mày mở rộng ra thị trường, được gặp người này người kia, không có bị ở Việt Nam thua thiệt. Cái room của Ngọc Sơn mở ra cho thằng Quý Ngọc công ăn việc làm thủ quỹ kiếm biết bao nhiêu tiền mạnh thường quân và những người khác trên thế giới online. Mười mấy năm qua nhờ tôi mà tôi tạo cho công ăn việc làm biết bao nhiêu người. Trong khi đó, thực tế đằng sau lưng cánh gà tôi là một người thất nghiệp vô gia cư bệnh tật. Tôi còn lo cái thân không xong mà tôi phải đi bao, tôi lo lại cho tất cả rượu cái miệng ăn. Tôi ngồi trên cái YouTube này từ khi tôi qua đây, dân bao tốt học đòi mở kênh. Từ khi tôi dẹp bao tốt là bao tốt sập đói, thì người trong bao tốt không có đường đi, không chỗ ngồi kiếm cơm. Tụ tập lại cái YouTube này lại nữa một lần, tôi lại cho cả triệu cái miệng ăn trên YouTube. Từ trang mạng YouTube này tỏa ra những trang mạng xã hội khác. Tôi là một người có công với quốc tế, với đất nước, với nhân loại, với thế gian, với kiều bào, với mọi người, với những kẻ ăn cơm trên những trang mạng xã hội nhờ tôi một bàn tay đóng góp rất lớn. Tôi có công với đất nước Mỹ này đem tới biết bao nhiêu tiền mà lợi ích. Khi mà trang mạng bao thoát bán những cái phòng mà màu, bán cái phòng màu, bán đất màu, rồi bây giờ bán điểm, bán level, bán đủ thứ. Nhờ tôi mà kinh tế của Mỹ có một bàn tay trợ giúp trong công quả của một người bệnh tật nằm trên giường, một tháng lạnh có mấy trăm đồng tiền bệnh tật, cái đồng lương, đồng tiền chết đói không đủ sống, mà tôi phải nuôi cả triệu cái miệng ăn thông qua mạng xã hội nhờ thời, nhờ thế, nhờ đức, nhờ tài, nhờ công quả, nhờ sự quân tử. Nếu mà nói mà nổ quá thì tôi cho một bài học, Bồ Tát là tôi chứ ai, tôi mới là Bồ Tát nằm đây. Một người như tôi thân mang bệnh tật bất hạnh, tôi nhường hết lần này lần kia tôi cho, ngay cả tôi cứu một cái thằng ca nhạc sĩ Việt Nam quèn, một cái thằng Ngọc Sơn quèn ngồi trên bao tốt. Ai biết thằng Ngọc Sơn là ai nếu không có mối tình nâng đỡ cho làm chị ba anh ba chung đánh tiếng vang, đi đâu cũng nhận làm người yêu, thậm chí làm công lại người ta. Mà tôi còn đặt bánh kem mấy lần tôi ship gửi thẳng vô trong Việt Nam. Trong khi đó cuộc đời tôi hôm nay 50 năm, tuổi đầu tuổi xuân chưa có một ai cho tôi một cái bánh kem hay là một cái bữa tiệc sinh nhật nào ở bên Mỹ này. Tôi trong nước mắt nghẹn ngào nằm đây với những sự bức xúc của tôi. Tôi bức xúc không phải là tôi cứu con người rồi con người phải trả ơn tôi không cần. Tri ân bất cầu báo tôi không cần. Nhưng tôi nói cho cái thế tái nhân tình sự bức xúc của tôi. Tại sao mà tôi nằm ở trên bao bao thoát đó, xin lỗi, là trên YouTube này tôi lôi đầu mẹ con Ngọc Sơn ra. Vì Ngọc Sơn là cái đầu tàu mà tôi giao tiệc, tôi đưa lên, tôi đẩy tên tuổi cho ngang hàng với tôi. Ăn rồi tốt ngày chó, các chủ tiểu nhân dụ đổ bìm leo rình rập để hãm hại tôi. Mà không có ra mặt tối ngày cầm đầu thằng Quý Ngọc, thả thằng Quý Ngọc ra để đụng tới tôi. Chứ không phải tự nhiên mà tôi nằm đây mà tôi vô lễ với bà Kim Loan. Bà cũng vậy, lúc bà còn sống bà cầm đầu to đập với thằng con của bà dạy thằng Quỷ Ngọc xúc phạm tôi, bà dạy tại bao tốt, bà dạy tới trong nhà, bà dạy lên tới điện thoại để coi tôi không ra gì. Bà lớn giọng, bà chuyên quyền, bà hốc hác, bà láo cá, bà quên cái bộ phận bà là cái gì, cái vị trí bà ở đâu. Bà không phải là một cái gì trên cái trang mạng xã hội, chẳng qua bà là chỉ một cái kẻ kiếm cơm như thằng con bà hay thằng Quỷ Ngọc hay bao nhiêu người khác. Bà cũng sân si tranh giành cái chén cơm một cái lũ bất lương tôi cho tôi nuôi. Mà một cái bà và con trai bà
và thằng Quý Ngọc, cái tập đồ của bà ăn cơm bóc thóp, thì phải biết tôi là cái gì. Tôi là ân nhân của mẹ con bà, của thằng Quý Ngọc, mà bà giáp với con bà và thằng Quý Ngọc gài tình gài tiền tôi để làm nhục tôi và xúc phạm tôi. Bà người lớn mà bà không để tôi nể. Tại sao tôi lôi bà ra? Tại vì thằng con bà là lúc nào cũng ba hoa chích chòe, cũng tối ngày sủa nổ, là thằng con bà là người có hiếu, yêu thương cha mẹ, hiếu thảo với gia đình cha mẹ. Một thằng con hiếu thảo sẽ không bao giờ ngồi mở một cái động đỉ, động tú, động giang hồ cho người ta rủa vô cái nhà và chửi cha mắng mẹ. Nguyên cái bao tót mở phòng đánh Ngọc Sơn năm này qua tháng kia chửi cha mắng mẹ. Thì bà ở trong nhà đó, sao bà không ngon, bà làm gì để mà bà bảo vệ bà? Bà không dạy con bà, mà con bà ăn rồi tối ngày cắm đầu với những cái phường mà vô lại, vô giá trị, vô bổ, vô ích. Một ca nhạc sĩ mà bà đào tạo thằng con bà ra làm cái thằng đi kiếm những cái quyền lợi vào những giang hồ mạng, những cái phòng động đỉ, động thú. Rồi bà huynh quang bà gái cái bà nổ, bà là Bồ Tát, bà lo cho Ngọc Sơn. Bà lo cho Ngọc Sơn mà bà để Ngọc Sơn ngồi bị người ta ăn hiếp, bà không làm gì, bà câm cái mồm lại. Chỉ có tôi nhảy ra cứu Ngọc Sơn nhận làm người yêu. Thằng con bà quay qua sợ mất mặt, sợ mất ăn, mất gái, mất tiền, mất danh, mất chủ đức. Còn cắt ngược lại tôi 360 độ đẩy ra, xúc phạm vô lễ, không thèm, không cần tôi giúp. 16 năm sau cái thằng con dẻ rách của bà, tôi quỳ trước cái nhà tôi cứu thằng con bà. Còn bà dên cái mặt, bà đang ở trên lầu năm xưa, bà lo tiền bạc to rập với thằng Quý Ngọc làm xô chung, gài Ngọc Sơn vào để bà đẩy tôi ra. 16 năm để tôi kể cho con đuôi học trò, người nhà, đồng nghiệp, truyền thông, luật pháp, những người yêu thương Ngọc Sơn, cái dòng họ nội ngoại, luôn là cái bà Kim Lôn và thằng Quý Ngọc đẩy tôi ra, hại tôi, trù dập tôi để không cho Ngọc Sơn lại gần tôi. Còn cái thằng Ngọc Sơn là cái thằng bệnh háo danh, bệnh quyền lực ảo, sợ mất ăn, bây giờ đang dụ cặp một con nào tôi thấy. Tôi coi video tình cờ người ta mét, thấy cái con đó nó sợ hát, sợ mông. Tôi thấy tôi đó xin lỗi là mò hát Ngọc Sơn. Tôi hỏi người ăn kẻ ở giao thiệp gì mà mò đùi mò hát. Chỉ có cặp dao trong nhà giống như con Ngọc cặp dao ôm xà nẹo. Rồi á, một thời gian rồi đánh lộn bỏ nhau, do một người bầu xô ở bên Pháp quen biết tôi, một người chủ cái nhà hàng chim rừng xanh cây xanh gì bên Việt Nam. Tôi chỉ biết chuyện bao tốt chứ tôi không biết chuyện ở bên ngoài. Các người nào mà biết thông tin đưa lại đây cho tôi. Tại ngồi trong bao tốt đi cái nít anh cả thì tôi gọi anh cả, chứ tôi chẳng biết tên tuổi mặt mũi, tôi chưa bao giờ biết béo tròn. Tôi đâu có qua lại mà tại vì Ngọc Sơn. Rồi nhảy đó bà Kim Lôn tôi mới giao thiệp qua lại. Tôi giao thiệp với bà Kim Lôn là cũng vì con trai bà. Tôi thấy nhà bà đẻ thằng con ra bà không biết dạy, bà nặng nghiệp. Một người mẹ mà bà tạo một thằng con ra tối ngày học làm xã hội đen, học đòi làm đại ca dạng hồ mãn, thì bà có công lao gì với đất nước Việt Nam mà bà là Bồ Tát? Mà bà với con bà lên bắt người ta ca tụng, bà giải Ngọc Sơn lên xạo để đỉ miệng nổ gạt tiếp. Thì tôi có mấy năm trước tôi kêu làm gì cũng vừa vừa, làm quá nó lố coi không được. Rồi cái đi làm mất sạch kênh của tôi bịt miệng. Tôi có mấy cái video đời tư kỷ niệm cá nhân trong nhà. Một người bệnh tật, một người nạn nhân, một người ân nhân, mà một thời biết giao có nhau, ăn cơm bao tốt ngặt mặt, được tung hô vạn tuế ngặt mặt, mà ăn rồi tối ngày vô lễ với tôi. Tôi cho làm chị ba, anh ba không bỏ một cách, từ con tới mẹ không bỏ một đồng được bên cạnh tôi, ngồi câu cái bao tốt, được tôn trọng, được tung hô, được tiền Việt Kiều, được quà những chai rượu nhập, những tung hô vạn tuế, những cái kêu bằng vinh dự nhất. Còn tôi là cay đắng tội nhục, tôi không đòi một sự cảm ơn. Ăn rồi bạc bẽo tiểu nhân, mỗi lần có xô có sản phẩm là gài thằng Quý Ngọc vào để chơi chết và làm nhục, cứ lấy tôi ra làm một cái nền, một cái nạn nhân. 16 năm sau bây giờ có xô có sản phẩm cũng vậy, thằng Quý Ngọc mà đáp chuyến bay về ráp lại là bắt đầu lấy tôi ra làm nạn nhân. Thử khỏi bao nhiêu cái kênh trên YouTube này không đụng tới, mà chỉ đụng một mình tôi là đương nhiên cái sự ảnh thù của tôi rất lớn, mới run sợ. Bởi khi tôi nói những sự thật ở đây, những người nào chịu chú ý để ý lại thì mới biết rằng tôi là người đúng, người thẳng, người tốt. Còn Ngọc Sơn với bà Kim Lôn mới là đồ tiểu nhân, đồ độc ác. Có bao giờ mẹ chồng nào mà đến nói chuyện cầu thân mà ngửa tay lấy tiền của con dâu bệnh tật, rồi quay ngược lại chưa kịp thấy
mặt nhau chưa biết ở ngoài đời là gì mà quay lại chửi trả, quay lại bắt lỗi bắt phải, rồi gài cái bóng tốt vô, gài một cái động giang hồ, một cái rung giang hồ để xúc phạm làm nhục và bắt lỗi bắt phải. Ở trong thì con trai bà chơi gái ôm gái ở trong nhà ngay mặt tôi, mà bà đốt tiền của tôi, bà dạy tôi làm con dâu câm miệng lại để bà lấy tiền thằng Quý Ngọc Diệp Kiều Mỹ, những cái xô làm chung với nó, bà lấy tiền báo tốt đem về cho bà làm thủ quỹ với thằng Quý Ngọc. Bà không biết bà hèn hạ vô sĩ, tôi không có một người mẹ chồng nào mà tàn nhẫn đi lấy những cái tiền mà chửi vào mặt tôi để có được trong nhà bà. Bà ăn dộn đó, bà bị nặng nghiệp, nghiệp quật bà cho đã, xong bây giờ quay lại trả thù tôi, mắc cười thiệt. Bà ăn bà dộn bà bị nghiệp quật bắt bớ gì tới tôi. Ở đây con trai bà nói chuyện tình yêu với tôi, nói anh yêu em mà anh khó xử. Một người yêu của một nam ca sĩ mà núp núp lén lén giống như mèo giấu phân. Tôi đâu có phải là cái dân tầm bậy đầu đường xó chợ mà dám gài tôi, gạt tôi làm chuyện tình cảm. Ăn rồi thả thằng Quý Ngọc ra, xài chung máy, xài chung nick, chung điện thoại, chung email, chung tài sản, chung tiền bạc. Thằng Quý Ngọc vào năm 2010-11 không phải một lần, mấy lần cứ gạt tôi là nói tài sản tiền bạc của Ngọc Sơn là của Quý Ngọc, tất cả của Ngọc Sơn là của Quý Ngọc, của anh ba là của Quý Ngọc, muốn gì thì phải qua Quý Ngọc, là của Quý Ngọc, muốn gì là phải qua nó duyệt tôi, là nó nắm tất cả trong nhà Ngọc Sơn. Một điều nực cười, một trò hề nghe mặt tôi. Tự nhiên tôi ở Mỹ là một người bệnh tật, tôi chỉ là một người làm từ thiện mở các phòng có thời, mọi người khác mở phòng ế một phòng đói thì tôi cho, tôi đâu có biết chuyện gì bên Việt Nam, tôi cũng đâu có nhu cầu lấy Ngọc Sơn hay yêu gì. Tự lên dựng chuyện đặt điều đới gài tôi làm người yêu, gài tôi làm chỉ ba gài tôi cho đã, xong cả con lẫn mẹ đem con bỏ giữa chợ, gài cái bao thuốc hạ hại tôi là người sai, xong tấn công tôi đủ thứ, rồi các kênh YouTube của tôi đánh không còn cái gì. Mày là cái thằng rất là bất nhân, tao hôm nay sau 16 năm dung túng cho mày và mẹ mày, tao sẽ không im nữa, tao đuổi mày ra khỏi cái bao thuốc ngày hôm nay đó, để có cái game mà mày mất dạy mà đuổi tao khỏi nhà mày, đồ vô giáo dục mày mở động đĩa động thú, thấy cái nhà mày ăn ở tất đức nghiệp quật, mày quật cho nên xe mới cát, mày mới đụng mày năm xưa, mày mới ngồi tù, mày mất 1 tỷ, mày bị cả cái báo tốt hạ, mày đuổi mày ra đường, mày không có chỗ ngồi, mày bị nghiệp quật, mày mới giao thiệp với thằng Quý Ngọc đó. Nó đặt bể mặt mày với mẹ mày, nó vừa ăn vừa chửi mà, nó vừa ngồi trên đầu mày mà mày không dám làm gì nó, đó là nghiệp quật mày đó. Mày nuôi một con chó mà 16 năm qua mà con chó của mày ăn cái mặt mày, mày không dám làm gì, hở một cái là trả thù vào cái kênh của tao. Mày không nắm đầu thằng Quý Ngọc, mày không to đập nó giáp đất vào kênh của tao hay sao? Mày và mẹ mà không có sau lưng, nó giáp đụng tới tao hả? 16 năm qua thằng Quý Ngọc là cái gì mà giáp đụng tới tao? Đồ thằng bất lương, 10 năm về trước tới Việt Nam quỳ trước cái mò, cái nhà 10A cứu nó, để có một ngày hôm nay để đưa mày lên. Đưa mày lên thì ở ngoài truyền thông báo chí mày ôm gái ôm đĩ, mày ôm hết con này con kia, những cái gì tao làm cho mày cực khổ lên xóa lại để mà trả thù tao đánh sập kênh YouTube, rồi dắt tay cái thằng Quý Ngọc vào định mở lại cái phòng. Mày mở phòng mà mày không có uy tín, mày không có tiếng nói, mày không có đạo đức, mày khơi dậy cái động giang hồ của mày thì rồi mày sẽ ngồi tù một gông. Mày có tù, mày có tiền án trong đồn công an, mày bị tù treo, mày bị án tù á, mày vẫn còn nằm trong hồ sơ 10 năm nay. Chứ mày đừng tưởng mày ngon, mày đừng tưởng mày hay. Mày mở cái phòng, công an gọi mày lên làm việc mấy lần mà mày vẫn sách động mở. Thằng Quý Ngọc và mẹ mày vẫn cổ suy. Hai con chó nhà mày sẽ đi tù một công với mày. Đáng những tao cứu, tao la rầy, không cảm ơn tao mà còn trả thù đánh sắp hết các kênh của tôi luôn. Đồ mất dạy. Rồi tao ngồi đó tao thấy có mấy cái thằng chống cộng nào cũng nhảy vô kiếm ăn trong kênh của tao y như bao tốt. Rồi tao thấy có mấy thằng công an Việt Nam cũng kiếm tao gài qua Zalo để khai thác đời tư. Sao mà thứ mà nói như vậy? Nói gì bây giờ hết đường mà phải kiếm một mình tao ra vậy? Nói đi nói lại, đi lòng vòng cũng một đồng một thẻ, đi lẻ tẻ cũng một thẻ một đồng. Có nhục không? Cũng đòi ăn bát đó thôi. Biết bao nhiêu kênh không vào bên kia kìa. Đi vô mấy cái kênh mà cả triệu view đó. Tao thách ngon mà đánh sập được kênh thằng Khoa Bất, con Vành Khuyên nấu ăn, hay là những cái kênh nổi nấu ăn nổi tiếng như Cuba Bình Dương, hay là những cái kênh mà ngon lành mà triệu view mỗi ngày đó, câu view đầy hết đó, làm từ thiện kiếm cơm. Cái nghề từ thiện kiếm cơm nó ngon quá,
mà khi mà tao quản đảng ở đây tao một dân tài, tao thử tao cho một cái hiên là trốn mẹ trốn cha hết. Khi tao phong quan tiến chức, cái kênh của tao vài bữa mà lên cả triệu view là bay vô bự đích nè, vô ăn mày ăn ké này kia để mà học câu view để lấy đề tài, đi vô báo cốc nhảy vô canh me để lấy đề tài, ngồi soi mối, ngồi làm trò này trò kia. Trên đời này có những cái nực cười. Tôi ngồi ở trên cái bao thóp nơi tôi làm từ thiện, tôi rất là say sót sơ ý để lợi dụng cái công quả, lợi dụng cái thành quả của tôi cho biết thành những cái động đĩ, động giang hồ, động mại dâm, động cầm thú, động xúc vật, tệ nạn xã hội. Tôi là nạn dân, làm sao tôi chấp nhận tiếp tay? Chính tôi là nạn dân, chính con bà Kim Loan là nạn dân. Nhưng cuối cùng bà và con trai bà ép tôi ngồi đi, mà A Kiêu bằng chịu trận, ép tôi vào một cái thế làm con dâu, làm người yêu, để chiều thằng con lũ đạn, thằng con bất kiếp, thằng con dẻ rách, rác xã hội của bà. Bà là cái đống rác xã hội với thằng con bà. Một khi cái đống rác xã hội thì ai cũng có thể chửi, ai cũng có thể lên tiếng được để mà tẩy chay, chửi vào cái bàn thờ bà là nhẹ đó. Người ta mà biết ra những sự thật, người ta bức xúc. Năm xưa giờ không có tôi bảo vệ, tôi nhiều lần xoa dịu tình hình bao tốt thì cái dân bao tốt xé xác, đập bể mặt thằng con mất dạy Ngọc Sơn của bà. Thì cái bản mặt của bà lấy ở đâu ra mà xòe tay lấy tiền Việt Kiều từ bao thóp đem về cho bà ăn, bà dọn, bà chia với thằng Quý Ngọc, bà làm thái hậu với gái mẹ. Khi con bà bị ngồi ở bao thóp người ta giật rum ra đường khóc ngồi một mình với con chó, thì bà và thằng Quý Ngọc làm gì cho con bà nhờ? Vậy mà bà lên truyền thông bà nổ, bà nói bà lo cho Ngọc Sơn. Một người mẹ tốt lo cho con thì không để người khác lấy tiền của con mình đi đánh bài làm giàu, lấy tiền dân bao cốt mượn con bà ngồi đó làm cái hình nộm. Thằng con bà làm con chó cho người ta kêu bằng điều khiển. Mẹ con bà tối ngày xạo với tôi thôi, bà xạo thì người ta nói xạo, có gì đâu mà lên để trả thù. Nếu tôi không ngồi đây tôi xị ra, tôi gào thét, tôi nói thì có ai biết những sự thật không? Dòng tức ở đời những cái người ào ào với tôi, nói chuyện thẳng với tôi là người ngay, người đàng hoàng. Đừng nói cái miệng tôi hung, cái miệng tôi nào mà hung. Tôi nói những sự thật nên không chấp nhận nổi sự thật. Sự thật là tôi là một ân nhân của một cái thằng Ngọc Sơn, thằng ca sĩ Ngọc Sơn quèn. Một cái thằng ở đâu nhảy ra trong cái địa bàn bao cốt của tôi dọn cơm sẵn, lên kiếm ăn. Kiếm ăn được cái tối ngày cầm đầu cái đáp mà chống đối tôi. Tại sao chống đối? Tại vì lừa tình lừa tiền là bậy là bạ. Mấy cái động đĩ, động tốt, động giang hồ, động rác xã hội mà tôi dẹp, nên không ưa tôi. Muốn làm người nhà của Ngọc Sơn phải ủng hộ Ngọc Sơn làm đại ca, làm chùm, làm vua, động giang hồ, động đĩ, động thú, động xúc vật thì mới được làm á. Chị ba muốn làm con dâu bà Kim Loan là phải mở cái hầu bao, mở tiền trong bóp này, mặc kệ bệnh tật cái không mà phải cúng phụng hầu hạ cho bà, để bà bào tiền, bà vé tiền, bà đốt tiền. Rồi muốn được làm dâu nhà bà là phải câm cái miệng lại cho thằng Quý Ngọc xúc phạm tôi, để bà lấy tiền thằng Quý Ngọc. Bà đông đưa đẩy đưa, mà cái tuổi bà thì hồi xuân, bà đông bà đưa với một cái thằng trai trẻ không vợ ra vô trong nhà, khi ba anh Ngọc Sơn còn nằm tại chỗ. Tôi thấy Ngọc Sơn tội nghiệp, cái cuộc đời của Ngọc Sơn cuộc bạc với tôi có tiếc mà không có biết bao nhiêu. Tối ngày ai ăn ai giọng ở đâu, đụng một cái lên là kêu bằng report cái kênh của tôi để trả thù. Để tôi qua bên nhà kho, giờ tôi lưu bu, tôi bỏ cái kỷ niệm, những cái kỷ niệm trong đời của tôi. Ngọc Sơn chỉ là một cái con người tôi giao thiệp, tôi dùng Ngọc Sơn để đánh tiếng vang, tôi đưa lên làm phước, qua sự làm phước của tôi làm chị ba, để tôi giúp và cứu và đưa lên và cho cơm công ăn việc làm. Tôi làm từ thiện cho cả triệu cái miệng ăn. Một thằng Ngọc Sơn nuôi những cái con người câu view là tôi cho câu view, chứ không phải thằng anh ba nào hết. Thằng anh ba mở cái phòng tại bao tốt, tất cả tụ tập vô phòng Ngọc Sơn đều là khách của tôi, rải ra khắp trang mạng bao tốt, không phải của thằng anh ba. Những kẻ chơi với Ngọc Sơn hôm nay 16 năm xa lánh, không thấy một ai lết tới cái nhà của Ngọc Sơn tụ tập ăn nhậu bay nhảy như ngày xưa. Khi Ngọc Sơn té người chỉ có trên đời này một trái tóc thơm ngồi đây nhắc tới tên Ngọc Sơn để mà có những cái nói chuyện ở đây cứu giải giải dây thôi. Cái bà mẹ của Ngọc Sơn lúc bà sống, bà biết lo gì cho Ngọc Sơn. Thằng Quý Ngọc nó lộng hành là do mẹ con bà, mà mẹ con bà dạy thằng Quý Ngọc, cổ xí bảo kê nó thì mẹ con bà ăn hết cái nghiệp.
chứ không phải là tôi là người sai mà ngồi bà trả thù tôi. Kẻ thù của Ngọc Sơn là con trai bà, chính con trai bà, cái bệnh ngôi sao, bệnh quyền lực, bệnh ngáo đá. À, kẻ thù của thằng con bà là cái sự bà chính bản chất không lương thiện của thằng con bà. Kẻ thù của gia đình bà là thằng Quý Ngọc. Kẻ thù của tập đoàn giang hồ bao thoát là thằng Ngọc Sơn và thằng chó đẻ Quý Ngọc và thằng chó đẻ Ngọc Sơn. Hai thằng này lên tối ngày cướp chết cơm người ta, giành địa bàn, làm không lại đụng chạm tôi. Mà đụng chạm tôi là cái đầu tàu cho thời, cho thế, cho cơm. Thì tôi offline một cái dân báo tốt đói. Cho nên muốn trả thù là phải đi kiếp thằng chó đẻ Ngọc Sơn và thằng chó đẻ Quý Ngọc, chứ không phải là kiếm tôi. Cái tập đoàn chống cộng của tụi bay, chống cộng kiếm cơm ngồi báo tốt sạch đói. Mà chạy qua YouTube bây giờ kiếm ăn, không còn có room ngồi, không còn tiếng nói, là tại vì tao dẹp nên ăn theo thị trường. Cái bốc của tao, cái thời trang bạn báo tốt mà tụi bay đói mới chạy qua YouTube. Cho nên tụi bay muốn trả thù, tao chỉ cho tụi bay chén cơm chỗ ngồi của tụi bay ở đâu ra. Tao nói cho tụi bay nghe nè, tao là một trái ốc thơm quân tử. Muốn chơi với tao, muốn đụng cái tao chưa đủ vé. Tưởng gì vậy, làm không lại tao trong bao thoát khai thác đời tư để hãm hại tao. Mà đặt hùa gọi vô trong chủ nhà cũ của tao để chơi tao. Vì thế tao không biết luật phạm luật nuôi cứu các bé sóc. Cứu giật mà mình là con người có đức. Cứu mà bị đuổi nhà trong vinh quang. Tao đứng ở ngoài đường, tao làm chị ba nhục nhã, bị thằng anh ba đuổi xui với con đĩ mẹ. Thằng anh ba mất dạy ở trên lầu không xuống tiếp đàng hoàng. Nhưng tao đổi lại 10 năm sau, tao nuôi cả tỷ cái miệng ăn, câu like, câu view, câu tiết, câu tiền, bao nhiêu kẻ mà tao nuôi, tao cho, tao làm chị ba là tao cứu một thằng anh ba. Tao tự hào với cái nhục của tao. Bây giờ tao chính thức công khai, tao đuổi thằng Ngọc Sơn ra khỏi cái bão thoát. Tao cắt mày lết vô cái đĩa bàn tao. Tao cho mày ăn phi 16 năm đã đủ rồi. Để tao thử coi tao là cái gì của mày. Tao yêu mày một mình hay tao là cái gì của mày với mẹ mày. Để tao giá cho một bài học cái chị ba này ở đâu ra. Đừng có lết vô cái bão thoát nữa. Con người mà có liêm sĩ, có tự trọng, đừng có mặc giày vô sĩ mà vô cái tối ngày như là đói mà cần cơm, mà chết khát chết đói mà không kịp ăn vậy. Nhà giàu giác địa ngọc cung son 2-3 chỗ mà tối ngày vô là dành cơm với đám giang hồ. Mở phòng gờ thì không chịu, chương trình đàng hoàng dễ ương văn hóa không chịu, một hai phải la lết trong đám giang hồ. Đó là cái nghiệp của mẹ con mày, chứ chẳng mắc mớ gì tới tao á. Nếu ai nói tôi nói không đúng sự thật thì gọi vô đồn công an ở Việt Nam hỏi thử xem 12-13 năm trước có phải Ngọc Sơn bị tù treo, công an mời lên làm việc, rồi báo chí truyền thông tẩy chay lên án rần rần. Mà cái thời điểm ngày xưa truyền thông không có để ý nhiều như bây giờ. Bây giờ là tại vì cái thời câu like câu view, tại vì tôi mà ra, tại vì tôi mà nó khiến cho xã hội ảnh hưởng chung đi theo cuộc đời của tôi mà ra. Hôm nay ảnh tưởng các trang mạng xã hội là ăn theo tôi. Tại vì đi đâu mà không có dân bao thoát. Mà dân bao thoát ngồi ở trong bao thoát đa số là nhờ vào tôi. Những cái rung đông họ vô, họ ngồi, họ đâu biết tôi là ai. Bởi khi họ vào là tôi đã đi ra. Tôi về là rung nhà hoặc tôi bẩn chuyện nhà. Tôi đâu có phải là người sân si. Họ làm gì là tôi để cho họ im. Như tôi giúp Ngọc Sơn làm chị ba anh ba. Ngọc Sơn có quyền yêu, quyền làm người, có quyền có bạn gái, bạn tình. Nhưng mà cái tôi trách Ngọc Sơn ngồi ở đây không có coi tôi ra một cái giá trị của một chị ba này giúp cho cái sự nghiệp. Không coi tôi ra cái gì hết. Thằng Quý Ngọc là muốn là chửi bà lô, muốn nhảy vào sốc vào tôi là sốc. Rồi từng người một. Mà tôi ngồi tôi làm cái chị ba này chỉ giúp cho một cái sự nghiệp, một cái thằng ca nhạc sĩ quèn, một cái thằng mấy cái Việt Nam quèn, tôi chẳng biết là ai kịp. Tiền là tôi bỏ, danh tiếng uy tín thì giờ tuổi xuân tôi đưa lên. Làm không lại tôi cho làm chị ba anh ba. Mở phòng sạch phòng đối. Làm lại tôi xuất hiện qua cho nở mặt đó mày. Cũng ngồi mất dạ với tôi. Lập rung sạch tôi lập lại rung. Cũng đắp phá giật rung. Cướp rung mất dạ. Dọn cơm sạch là mất dạy. Tôi dọn cơm sạch bây giờ chương trình của tôi. Xô biết với Ngọc Sơn. Và phá nát.
là ở đâu ra, là mày đem cái thằng Quý Ngọc vào phá tao với mày, trả thù tao từng kênh một, để dành giao cái chức quản gia, dành cho tôi cái chức về Việt Nam, cầm cái biêu bằng cái chìa khóa trong nhà của Ngọc Sơn làm thủ quỹ, làm quản gia, dành cho bằng được chứ tôi. Mà cái nhục một cái là bà Kim Loan là giao Ngọc Sơn cho tôi. Mẹ của Ngọc Sơn muốn tôi làm dâu. Tôi hỏi trước cái bàn thờ bà cụ, dòng họ của Ngọc Sơn, bà Kim Loan khi chết bà có để lại cái di chúc nào là tôi trái tốt tôi không làm dâu làm vợ nhà bà, Ngọc Sơn không được yêu và cưới tôi hay không? Ba anh Ngọc Sơn có để lại cái di chúc nào kêu Ngọc Sơn không được yêu và quen tôi và cưới tôi làm chị ba không? Có đem ra, có chữ ký của ông cụ bà cụ có không? Nhưng tôi có hình ảnh bà cụ với tôi gặp nhau tại khách sạn. Tuy là năm xưa tôi nhại, tôi không làm máy móc, tôi sơ ý không có quay phim chụp hình nhiều. Những cái điện thoại cũ ngày xưa của bên này đem về tôi có bấm là một chút bà cụ và tôi trong khách sạn với nhau. Cái mối giao thiệp của bà Kim Long với tôi lúc đầu rất dễ thương. Nhưng tất cả vì cái thằng con của bà lôi cái bao tốt, lôi thằng Quý Ngọc vào, lôi cái đám giang hồ mạng. Bao tốt là một cái trang mạng xã hội, thế giới online là có nhiều mặt. Nó cái giang hồ mạng, nó khác với sự nghiệp. Ăn chơi đàn điếm, nó khác với công danh và cái phòng giao thiệp. Cái động đĩ, động tú, động giang hồ, nó khác với cái chỗ làm ăn buôn bán ngoại giao cho cái nghề ca nhạc sĩ. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Lỗi là tại Ngọc Sơn tham vọng, ích kỷ, một cái thằng mà đi sai đường. Đã sai không làm lại người ta, tôi sửa sai tôi cứu, mà ăn rồi là trả thù. Cứ nắm đầu thằng của Ngọc sai nó đằng sau lưng để trả thù tôi. Hai thằng mất dạy mày. Mà nếu hai thằng mày không có ăn cơm bao thóp á, còn mày ăn cơm bao thóp bực mặt tao cho. Mà mày ăn rồi mày chửi cả là đánh vào kênh của tao. Mà thả ra thì hai thằng mày làm không lại người ta. Nó cười không? 9:58 buổi sáng 23 tháng 12 2023. Tình hình bao tốt bây giờ đó là chỉ có tao thôi. Tao cho cơm và tao cứu chứ không là đói. Thằng Ngọc Sơn, thằng anh ba mà muốn làm vua bao tốt là chỉ có tao cho làm. Chứ không có ai giúp được. Bây giờ thằng anh ba mà ngồi trong showbiz là cũng chẳng ai ưa bao nhiêu á. Bề ngoài người ta tung hô chứ bên trong là sự cạnh tranh. Sân si y như cái bao thóp. Nó chỉ khác là cái địa bàn bao thóp và cái showbiz thôi. Hay cái YouTube quèn. Thay vì đánh vào cái kênh của tao nè, để dành tiền đi, để vài bữa thằng Ngọc Sơn quỳ hai cái đầu gói kêu tao năn nỉ để mà năn nỉ cưới tao để trả chữ hiếu với bà Kim Loan và ông cụ đó với cha mẹ. Tại không cưới tao là bất hiếu, thằng mất dạy, dám đụng tới tao. Cái chuyện tôi với bà cụ có lục đục là chuyện của hai người phụ nữ. Đó là chuyện nhỏ xíu như cái hột mèo. Những cái chuyện lớn là sự nghiệp, danh dự, tài sản tánh mạng của Ngọc Sơn con trai bà. Nó chẳng có cái gì mà gọi rằng cái công quả của tôi quá nhiều công lao mà bắt lỗi được tôi. Có tiền đi đám cưới người nổi tiếng không hả lũ ăn mày mà dám đụng tới tao vậy. Còn trái tốt thơm này không có nhu cầu lấy chồng, không có nhu cầu giải quyết tình dục vô bằng, vô trong cửa mình, trong thân xác. Hồi xưa giờ không có nhu cầu yêu ai hết. Hôm nay lớn theo thời gian có những cái sai lầm thiếu sót khi còn trẻ, bị lợi dụng, bị phiền phức. Nhưng hôm nay đầu hai tức tóc khẳng định rõ, không có tư tình với thằng nào nổi. Coi như là cái sự may mắn của Ngọc Sơn mà gặp được tôi trong cái mối giao thiệp. Tôi là người phụ nữ độc thân đàng hoàng, tôi cho mượn làm chị ba anh ba danh dự với tôi. Cho dù nói như thế nào, cái tư cách của tôi Ngọc Sơn phải nể, phải sợ và phải phục. Bề ngoài thì bày đặt như vậy. Những kẻ xung quanh Ngọc Sơn mượn gió bẻ măng ăn theo Ngọc Sơn ra vẻ. Ngọc Sơn thì một cái thằng hèn, một thằng nhu nhược, tánh đàn bà, tánh ích kỷ, tiểu nhân, muốn được tung hô vạn tuế mà ích kỷ. Ngồi trên thế giới online của tôi cho. Mà ngồi sốt ngôi tôi là tôi đuổi thẳng ra cái bao tốt ban nhục. Giang hồ bao tốt mà dám sốt ngôi, dám bất giải, tôi cho sạch hết, không còn cái gì. Bây giờ Việt Kiều nhục một cái bỏ tiền để mua mấy đứa Việt Nam. Mà mấy đứa Việt Nam là tôi đưa lên tôi cho nó ăn cơm. Là tôi đặt đầu cái đám Việt Kiều nằm xưa hỗn với tôi. Tụ tập để lôi đầu con bà Kim Loan vô làm vua làm rầm bậy bạ. Tôi mà không cứu thằng con bà Kim Loan
thì giờ này đó bà ngồi ở trên bàn thờ ở Việt Nam á, bà đang á khóc ở trên bàn thờ. Tại vì sao? Vì lúc bà sống bà không nghe lời tôi, bà đi bà nghe lời tiểu nhân đầu độc ác, bà lo quà bánh quần áo, bà ham những cái quyền lợi, những cái tung hô ảo, một cái không có thật lòng với nhau, sống vô đạo đức vô cảm. Giờ này bà tôi mà không cứu con bà là giờ này thằng con trời đánh của bà ngồi trong tù gỡ lịch. Mà có Phương Hằng 3 năm, tôi bảo đảm con trai bà không bao giờ 3 năm. Đừng nói là cất thêm nhà mà làm từ đường. Thay vì bà đẻ ra nhà này và kia cho ta coi, thay vì làm bày trò, thì mình hãy gói ghép là mình sống thực tế cho cái gì nó hay có giá trị. Nói thật, không có ai cấm làm vua, làm trùm, làm quyền là cái bao thóc. Ở đây là nói cái ngu, đi con đường bậy, con đường không ngóc đầu lên, bởi giang hồ mạng là không thể nào nhập chung vào cái nghề ca nhạc sĩ được, chỉ đơn giản vậy thôi. Mãi cắm đầu vào là họ sẽ không bao giờ để yên, họ không bao giờ tha, họ sẽ không bao giờ hòa đồng, họ không bao giờ để cho mình được tội nguyện. Lòng tham không đáy thì nó sẽ bị tham, đây là cái sự thật. Mẹ con bà ăn rồi tối ngày giải thằng Quý Ngọc độc ác, biết con người ta sai độc ác mà mẹ con bà cổ suý giật dây đồng tình là mẹ con bà sai. Còn tôi biết cái bao tốt họ bậy, họ lợi dụng tôi có những căn phòng làm bậy là tôi dẹp liền. Là tôi đã dẹp cả chục năm nay, nhưng mà tại cái sự ảnh hưởng của tôi quá lớn cho nên kéo dài cho tới bây giờ nó mới lắng động lại. Từ khi tôi lai ra vào báo thoát là bắt đầu nó sốc lại không thấy à. Không cần tôi mở room mà sự xuất hiện của tôi, các cái room bắt đầu mọc trở lại. Dân báo thoát từ YouTube bắt đầu chạy ngược về. YouTube bây giờ hở một cái là xóa kênh của tôi hay nhiều người khác, thì sẽ khiến cho người ta không ngồi nữa đâu. Nó khiến đi một cái lục tuần hoàn. Người ta sẽ chán ngát, không làm kênh, không ăn khách, không ăn tiền dễ dàng. Người ta sẽ rút, sẽ bỏ ngược về Facebook, sẽ bỏ ngược về bao thoát. Mà ở đâu có tôi thì ở đó đâu. Vô cái bao thoát bây giờ có mấy ai nhắc gì tới Ngọc Sơn không? Người ta nhắc tới Ngọc Sơn là tại vì có mối tình với tôi. Vì tôi mới là người nổi tiếng chân mạng thiên tử, chứ không phải con bà Kim Loan. Người ta đang tung hô vạn tuế Ngọc Sơn ở Việt Nam, tại người ta chưa biết tôi là cái người quỳ trước cửa nhà Ngọc Sơn tôi cứu con bà Kim Loan. Người ta không biết tôi 16 năm cứu con bà, tại người ta không biết. Mà nếu tôi không ngồi đây nói thì có biết không, kể cả Ngọc Sơn hay bà Kim Loan hoặc thằng Quý Ngọc cũng không ngờ, không biết. Họ không biết là họ nhờ tôi cứu và giúp họ biết bao nhiêu lần, không phải một lần. Tuy họ rất bậy với tôi nhưng tôi là cái người không để bụng, tánh tôi là như vậy từ xưa giờ. Nhưng khi họ sống họ đi quá xa, họ tối ngày đánh vào kênh của tôi. Mà kênh của tôi mà lung lay thì cái sự nghiệp của Ngọc Sơn sẽ bị đói. Những ai ăn theo Ngọc Sơn sẽ bị y như cái bao thóc, trả báo và nghiệp sản vật. Chứ đó không phải cá nhân một mình tôi đơn giản. Tôi nói hoài không tin tôi thì ráng mà chịu. Ngọc Sơn đề cao chữ hiếu, Ngọc Sơn muốn có một người vợ hiền, vợ thảo, một người vợ tốt, một người vợ giỏi, một người vợ thứ nhất là phải thông minh sâu sắc, không phải đảm đang mọi cái. Nên nhiều khi Ngọc Sơn ngồi tại cái bao thoát cố tình thử lòng tôi biết, cố tình lấy tôi ra để mà thử xem tôi như thế nào với Ngọc Sơn và bà Kim Loan. Tôi còn biết cái đòi hỏi của Ngọc Sơn còn nhiều hơn mọi người tưởng. Nhưng tại sao tôi biết mà tôi vẫn không khe, không ngại, không sợ mất phần làm vợ làm dâu. Tôi quan niệm như vậy, sống là mình cứ thực tế. Cái gì của mình nó sẽ là của mình. Không cần gượng ép gò bó diễn kịch, diễn làm phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào âu yếm trước mặt mẹ chồng, người yêu làm mấy cái trò bệnh sến như con hến, tôi làm không có được. Khi gặp tôi tại bao thoát, tôi nói với Ngọc Sơn rõ là người yêu của tôi là không dính tới cái bao thoát. Con bà Kim Loan chọn bao thoát không chọn tôi. Nên tại bao thoát tôi chỉ là chị ba giùm. Nên bà và con bà không có tư cách làm nhà chồng của tôi từ xưa giờ để bắt lỗi tôi. Đây là chuyện anh ba chị ba tại bao thoát. Mà tại bao thoát thì đừng có lôi YouTube ra mà trả thù là đồ nhục. Chơi không lại từ bao thoát đi qua chơi từ YouTube là đồ hèn, đồ dư,
đồ cắt ké kỳ nhau, đồ không biết liêm sỉ, đồ chơi dơ và chơi bẩn, chơi nhục và chơi ngu, chơi không bằng chị ba này nhá. Tối ngày thằng anh ba làm không lại thì mượn thằng Quý Ngọc mượn quân, dùng thằng Quý Ngọc ra đằng sau lưng. Anh ba còn bé lắm, thấp lắm cưng, em chưa đủ vé chơi với chị cưng, tuổi em còn nhỏ lắm. Bởi một cái make in một thằng Việt Nam quen là em chơi không lại chị với quốc tịch Mỹ và cái hộ chiếu Mỹ rồi cưng. Em hiểu chưa? Chị là người hai quốc tịch, còn em có một cái thằng quen. Em vô Mỹ em chơi mà em còn chưa được làm việc bây giờ. Em ngồi cái bao cốt mà em mở cái phòng em còn té tới té luôn, không có chị cho em làm chị ba. Thì em cái thằng chó ghẻ ai mà tung hô em anh ba này ba kia. Cái cửa nhà của em mà không có tôi nâng đỡ em đó Ngọc Sơn cưng, thì em giờ này chết tôi con chuồn chuồn nha. Hai cái trứng giá nhà em không có bao giờ trong cái quần mà nhảy động động lên mà tưng tưng cho mấy em ở xung quanh mà mò hát mò này mò kia đâu cưng. Ngọc Sơn em chưa đủ để chơi với chị đâu cưng, em còn thấp lắm Ngọc Sơn cưng, em chưa đủ tuổi để lên cái bao tốt làm vua cái bao tốt mà đạp trên đầu chị đâu cưng. Em chỉ là cái thằng con nít thôi, ngay cả cái bà cụ mẹ của em cũng vậy đó. Kén dâu, kén dâu chị dạy cho phải lựa giữa con dâu với chị nè, đầu tư vào con dâu với chị nè mới khôn, chứ phải đầu tư vào cái con đi Thái Lan móc háng móc này móc kia mò háng mò vú cả mép cả lông cả lồn cả mông cả máng gì đó rồi cho chút vàng lên mấy con đó đầu tư vô, chỉ có chơi được cái lỗ vài lần thôi, không có cái gì để chơi lâu dài đâu cưng. Chơi vậy nó tầm thường lắm, gái là chỉ có nhiêu đó thôi. Một con đàn bà đánh đông dẹp tay cùng nhau dựng giang sơn lập địa bàn đánh thiên hạ quyền quy triều giả, một người phụ nữ như chị nè, mày phải cưới một con vợ như tao nè với Ngọc Sơn mày mới được cơm được áo mày với mẹ mày, không cưới được tao là đồ hèn đồ thất bại của mặt mày, nhà mày nhục đó. Một cái cửa nhà mày không yêu được chị là mày mới là cái thằng quê thằng nhục. Vì tao là người phụ nữ đàng hoàng, không cần nói tao đẹp xấu, ngực bự mông to tiền bạc. Tình yêu thì không phân biệt giới tính, màu da chủng tộc hay tiền bạc. Tình yêu yêu là yêu, tôi yêu em vì em là trái tóc tôm. Tôi yêu Ngọc Ngọc Sơn yêu trái tóc tôm vì anh yêu em, anh thích em. Cái bản lĩnh của một thằng đàn ông của mày, mày còn không có. Mày không có bản lĩnh. Một thằng Quý Ngọc trong nhà mày không có đủ tư cách, mày giải không nổi. Một bà mẹ của mày mà mày không biết điều hành trong nhà, nhà của mày mày giao cho cái bà mẹ mày, mấy tài xế đánh ghen làm lùm bùm tà lưa. Mà nhà có mấy người lộn xộn với nồi cháu heo. Còn cái bao tốt có một cái room MTV quen. Mày một hai mày chỉ tay là cho Quý Ngọc làm thủ quỹ quản gia. Mày bắt dân bao tốt hầu hạ cung phụng đóng vô cái tiền room của mày để cho Quý Ngọc làm giàu. Hở cái mày giận Quý Ngọc là mày cầm đầu thằng Quý Ngọc cho đã, sao mày giận con người ta. Mày đem con bỏ ở giữa chợ, thằng Quý Ngọc cũng bị giăng miệng với mày nữa. Mày cho con người ta ăn xong thì thằng Quý Ngọc nó mới tham. Là mẹ con mày chứ ai. Tao dẹp cái bao thốt rồi thằng Quý Ngọc không còn một cách. Nhưng mày lại cung bụng đem nó vô tiếp. Mày tập hư thằng Quý Ngọc. Nó lấy tiền của mày đi đánh bài chưa đủ, nó lấy tiền dân bao thốt đóng vô cái rung đi đánh bài. Để cái rung đen thôi. Chính anh cả mẹ tao, chính mẹ mày nói với tao. Mày cầm đầu cho nó lấy tiền dân bao tốt nộp vào đi đánh bài. Tiền làm từ thiện, tiền sơn rung. Không phải mày thông đồng với nó mày đi gạt tiền người ta hả Ngọc Sơn? Mày thông đồng với nó kêu tao làm chị ba. Rồi cuối cùng tao có làm chị ba không? Hay tao làm cái chị ba của tao chứ không phải của hai thằng mày? Giỡn mặt hả mày? Em còn nhỏ lắm Ngọc Sơn, em chưa có đủ tuổi chơi với chị đâu cưng. Tuổi đời thì ngang hàng nhau, tiền thì em hơn chị, tiền mặt chị không có, nhưng mà đức thì em không có. Cả triệu người ăn cơm cái cửa nhà của thằng anh ba em là của chị cho em. Mày nhớ 10 năm trước tao quỳ trước cửa nhà mày không Ngọc Sơn? Tao chỉ chờ có ngày nay tao đem ra tao bẻ cổ thằng Quý Ngọc và những người đụng tới tao. Tao bẻ cổ luôn cả cái bàn thờ mẹ mày có tao đâu ra. Nên nhớ tao là trái tóc tôm đẻ ra cái cộng đồng trang mạng ăn cơm tao 20 năm. Tao cho mày làm chị ba anh ba. Với mẹ mày được làm mẹ chồng của tao chứ không phải mẹ con mày cho tao mày giỡn mặt sức sùng chứ tao. Nên nhớ cái vị trí của mình ở đâu. Sống thì phải biết người người xung quanh mà sống.
Ca nhạc sĩ là phải thuộc về sân khấu, thuộc về nghệ thuật, thuộc về showbiz chứ không phải thuộc về giang hồ mạng. Không phải động đĩ, động tú, động giang hồ, động súc vật, động quái vật, động rẻ tiền, động rác xã hội. Ngồi bên cạnh chị ba là không cần với cái thứ súc vật đó. Mày chết đói gì mày chết đói dữ vậy, cái gì cũng phải từ từ. Đói gì mày dối dữ vậy, cái gì nó cũng phải đi từ 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 từ. Cháo nó phải hầm rồi nấu rồi mới nhừ. Mới cho cái live show xong về là bắt đầu lên mất dạy, phá nát hết rồi. Bây giờ ngồi cái YouTube này dựng là đánh sập hết, không còn có cái gì mất dạy. Để giành giật cái chức quản gia, để cầm nắm tiền của mày ở trong nhà của mày đó Ngọc Sơn. Mà nếu mày không bắt tao, nó dám đụng tới tao hả Ngọc Sơn? Hả Ngọc Sơn? 10 giờ 12 phút sáng ngày 23 tháng 12 2023. Nếu một cái thằng đàn ông khôn, mày làm ăn trên thị trường, mày phải làm bài toán giữa giang hồ bao thóc và cái sự nghiệp ca nhạc sĩ của mày. Mày làm vua, mày làm trùm, làm cha một trang mạng bao thóc hay trong showbiz chung với tao, hay mày làm cái thằng khùng anh ba đại ca khùng của giang hồ mạng. Mày chọn làm đại ca khùng rồi mày nói tao khùng chung, tao không chịu khùng đó. Là mày ngồi đó mày tiểu nhân, mày ăn rồi tối ngày mày dạy thằng Quý Ngọc đụng tới tao. Mày đụng tới tao là tao lôi tới mẹ mày, thì đừng có nói là tao mất dạy. Đột khi đã chơi thì đừng có lôi đạo đức ra, mà đạo đức giả mà đánh vào kênh của tao. Ngồi bao thoát thì làm không lại người ta, tao cứu rồi xong qua đây trả thù bên bao thoát, qua đây bên YouTube này có nhục không? Chơi dơ lấy tiếng ngu đồ hèn. Mày còn cốc ké kỳ nhông đó, mày chưa đủ vé mày chơi với tao đâu Ngọc Sơn. Mày còn nhỏ đó, ở ngoài đời mày có cái xác, nhìn cái tướng mày bự vậy đó, nhưng mày có tí xíu bằng cái hột mày à. Mày bằng nó mấy đứa nhỏ, mấy con sóc vậy tới vậy lui đăng cơm tao nuôi ở đây thôi. Mày tí đi à, mày không sử dụng thằng Quý Ngọc dám đụng tới kênh tao à. Mày giỡn mặt hoài vậy Ngọc Sơn. Cái bài này mày với mẹ mày ai còn lạ gì cả, 15, 16 năm nay dân bao thóc còn lạ gì hai thằng mày nữa. Mày đằng sau lưng chứ không phải thằng Quý Ngọc một mình. Với mẹ mày, thông đồng mẹ mày chỉ ăn éo mày thôi. Bà cũ cũng là nạn nhân của mày. Mày điều binh khiển tướng thôi Ngọc Sơn. Trên đời này á, chỉ có tao mới trị được mày. Trời xanh sơn sao còn xanh táo, trời xanh thằng chó đẻ Ngọc Sơn sao còn xanh mẹ trái tốt thơm để trị mày thằng mất dạy. Tao biết mày là 16 năm không phải một hai ngày, ăn rồi đến đó report sập kênh của tôi mất dạy. Sói ca mà ăn rồi tối ngày lợi dụng đàn bà lên để dên cái mặt lên đầm sói ca thì sói đâu vậy anh ba? Anh ba, anh ba, cái thời gian mà quen chị ba là thằng anh ba tặng nick là nick bờ lu, màu xanh da, màu xanh dương, màu bờ lu, chứ chưa có đủ tư cách mà cho tới màu green á, chứ đừng nói tới màu tím mà purple. Giờ đi ra đường cho mấy em cho này nó chi cho vàng ghê không, lên quá trời lên. Còn cái cửa già này tiền chị ba mất sạch, còn có xương với da rồi, tới là còn xương với da thôi, xương với da thôi. Chủ nhà thì thích thì cho thuê, không thích thì tống ra đường. Đau lòng đủ cảnh á. Một lời thăm hỏi, một sự động viên, một sự chia sẻ, dù tình người tình dân tộc cũng không có. Mày chỉ biết có mày thôi. Mày thấp hèn tới như vậy mà mày còn chỉ tay, mày phát lệnh để đụng vào kênh của tao không còn cái đầu. Mày không phải là con người. Mày mang cái lớp con người, những cái tánh của mày, cái con người mày quá trời độc ác. Tao không có cho mày cái thời, tao không cho mày dựa hơi tao nữa. Tao lấy lại hết những ai ăn teo mày 16 năm. Thằng Quý Ngọc nó không để nó, nó giải nghệ luôn, nó đâu làm ăn được. Nó đổi nghề từ một thằng học làm bồn xu ca sĩ, một thằng giũa đeo, mà nó quay ngược qua nó trở thành học, học mà cái kêu bằng á, là diện trợ trong văn phòng luật sư. Đổi luôn, không bằng ăn gì được, thất bại đó. Thằng Điền Quân làm ăn chung với mày đó Ngọc Sơn, bây giờ là thuế tiền á, tiền thuế là thiếu nợ đầy. Thằng bầu xô á, thằng bầu thủy ôm đầu máu giao tiếp với mày là bị mất bao nhiêu tỷ đó, tiền bất động, tiền chơi cái gì đó mà bị mất, chứng khoán gì là lỗ té tu hết từng người một. Bao thoát mà dính líu tới mày là phá sản từng đứa một, là rung
sập hết, bây giờ ra đường hết, ôm đầu máu. Anh 65 mở cái phòng nhậu 20 cục kìa, ngày nào cũng bỏ tiền vô, có ai đâu. Mày thấy những người giao tiếp với mày, Ngọc Sơn, mày ăn rồi mày ích kỷ, mày lợi dụng tao, mày ăn nhờ sống vào tao, mà mày phản chủ, mày nhiều lần mày nói chuyện tình yêu với tao mà mày núp lén, mày không dám công khai quan hệ. Một thằng đàn ông quen với tao mà không cho ai biết tao là tao ghét với cái trò, tao không có trò chơi của mày. Rồi mày để thằng Quý Ngọc dãy ra tấn công tao, rồi mày dãy ra mày binh, rồi cái mày ngồi giữa truyền công giữa mọi người, cái tao không phải là cái gì của mày với mẹ mày hết. Đúng rồi, tao không là gì của mày thì mày cũng không là gì của tao luôn, đúng không? Thì giờ tao đuổi mày khỏi bao thoát. Mày vô cái phòng nào mà người ta điện vô là tao vô, tao đuổi mày, tao đuổi thắng mày ra khỏi cái bao thoát. Tao không cho mày vô kiếm ăn cái địa bàn tao dọn cơm sẵn để mày nấu cá nữa. Mày ngon rồi mày không cần tao nữa thì mày đừng có vô cái địa bàn của tao nữa. Cho mày ngồi làm đại ca, mày dắt thằng Quý Ngọc ngồi trên đầu tao làm giàu. Mẹ mày kiếm tiền Việt Kiều ngặt mặt là lớn dòng phản chủ cả con lẫn mẹ mày. Đóng mày ra khỏi bao thốt tống cổ mày. Năm xưa cả bao thốt tẩy chai mày có một mình tao lụm lại cho mày làm người yêu chị ba. Anh ba tao cho mày sốc, mày sốc đồng chí mẹ mày với mày dên mặt lên đụng tới tao. Ăn rồi tối ngày sách động thằng Quý Ngọc để cắn vào tao. Vì cái cách sốc của mày giống ưng.